Philip Nguyễn cứu thua xuất sắc, huấn luyện viên Chelsea vẫn phải đau đầu về hàng loạt học trò cưng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã không thể giành trọn 3 điểm trong cuộc đón tiếp Quảng Nam tại vòng 6 V-League 2023-24. Tuần trăng mật của huấn luyện viên Gong Oh-kyun cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội sớm kết thúc sau trận thua 1-3 trước câu lạc bộ Hải Phòng tại vòng 4 V-League Night Cup 2023-24. Nhưng những tín hiệu lạc quan đã tới ở lượt trận tiếp theo, khi nhà đương kim vô địch có màn trình diễn đáng khen ngợi trên sân Nam Định. Mặc dù không thể giành 3 điểm trọn vẹn, câu lạc bộ Công an Hà Nội cho thấy nhiều nét mới trên mặt trận tấn công và có 2 bàn thắng vào lưới đội đầu bảng. Cuộc đón tiếp câu lạc bộ Quảng Nam được coi là cơ hội không thể tốt hơn để huấn luyện viên Gong Oh-kyun giành chiến thắng đầu tiên tại V-League. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang sở hữu thành tích bất bại trên sân nhà từ đầu mùa giải V-League 2023-24. Trong khi đó, Quảng Nam mới chỉ có vỏn vẹn một điểm trong những chuyến làm khách. Vẫn là sơ đồ thiên về tấn công quen thuộc mang phong cách của huấn luyện viên Gong Oh-kyun, câu lạc bộ Công an Hà Nội dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà sử dụng nhiều tình huống tấn công biên, tận dụng khả năng xử lý của cặp đôi Văn Thanh, Quang Hải. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vấp phải hàng thủ quá chắc chắn đến từ Quảng Nam. Đội khách tổ chức theo người rất chặt chẽ, khóa chặt những khoảng không ở hai bên cánh, khiến cho câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Cơ hội hiếm hoi trong hiệp một thuộc về Govan. Tuy nhiên, chân sút người Brazil không thể dứt điểm chính xác ở cự ly gần trong pha bóng mà cầu thủ Quảng Nam mắc sai lầm. Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội đều chủ động tăng tốc. Govan bỏ lỡ thêm một tình huống ngon ăn trước khung thành Quảng Nam. Lần này tư thế dứt điểm rất thoải mái nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này đưa bóng đi ra ngoài khung thành. Quang Hải cũng gây tiếc nuối với pha vô lê không trúng tâm bóng trong vòng cấm địa. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, câu lạc bộ Công an Hà Nội suýt phải trả giá. Sai sót của Bùi Hoàng Việt Anh tạo điều kiện cho Hoàng Vũ xem sần thoát xuống đối mặt với Philip Nguyễn. Thủ thành vừa có quốc tịch Việt Nam đã băng ra khép góc kịp thời để cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Tuyển thủ Việt Nam hiếm hoi để lại dấu ấn sắc nét là Đình Bắc. Mặc dù chỉ vào sân trong hiệp 2, chân sút 19 tuổi vẫn có nhiều pha xử lý tự tin giữa vòng vây đối phương. Một trong số đó là pha dứt điểm quyết đoán suýt mang về bàn thắng cho đội khách. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 chung cuộc. Chuỗi trận không thắng huấn luyện viên Gong Oh-kyun kéo dài lên con số 3. Trong cuộc đua vô địch, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dần tụt lại so với nhóm đầu. Theo dõi trận đấu, chắc hẳn huấn luyện viên Chelsea có lý do để lo ngại. Phong độ của nhiều tuyển thủ Việt Nam đang không thực sự tốt trong bối cảnh ASEAN Cup 2023 đang đến rất gần. Đội hình ra sân. Câu lạc bộ Công an Hà Nội: Philip Nguyễn, Tấn Sinh, Tấn Tài, Việt Anh, Văn Thanh, Hồ Văn Cường, Văn Phương, Thành Long, Văn Toản, Quang Hải, Vô Vang. Quảng Nam: Đức An, Ezer Stephen, Pierre, Ngọc Hiệp, Thanh Hậu, Ngọc Đức, Hoàng Hưng, Xuân Tú, Hoàng Vũ Samson, Conrado, Yago Ramos. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.